Thượng Tấn, chứng cứ rành rành như làm sao chối đi. Ta nghĩ ngươi hãy khai thiệt ra đi, nếu không sẽ dùng đại hình đó. Đại nhân, tôi chịu khai. Đúng vậy, Hà Quá Thành là bị ta giết. Sau khi ta giết hắn, đã giá quà cho Trần Tông. Sau đó thì Ngũ Nghĩa biết được chuyện này. Thượng Tấn, thì ra tất cả các vụ án này đều do một tay người gây ra. Bây giờ câu chuyện đã được minh bạch. Hai vị đại nhân, khi nghe qua cung từ rồi, xin hỏi có ý kiến gì không? Không sai đại nhân, bổn quan bị hắn lừa gạt, thiệt là tội ác tày trời, mong đại nhân sớm ngày kết án. Nạp Lan đại nhân, nay vụ án này đã được sáng tỏ, hy vọng đại nhân phải phán nặng để phúc lệnh với hoàng thượng. Bổn quan dĩ nhiên là phải tuân theo luật lệ đại thành, theo lệ phán hình, truyền những người có liên quan tới bổn án. Truyền. Truyền bảo chánh kia huyện, huyện Trường Lạc. Dạ. Ngươi là tri huyện tham lam hối lộ, giấu giếm sự thật, gây họa lại kẻ giao tội, cách chức chờ xét xử. Tạ ơn đại nhân. Bộ đầu Bành Thao và các bộ phái quỳ dưới. Dạ. Dạ. Bành Thao và các thuộc hạ của hắn hối lộ làm bậy sẽ bị giam cầm xét xử. Giải xuống. Tạ ơn đại nhân. Thượng Khả Phát. Có tiểu nhân. Ngươi bị thượng tướng giam giữ, nay được phóng thích. Tạ ơn đại nhân. Phạm Nhân Hoa Trống. Dạ đại nhân. Vụ án của Hoa Trống có liên quan rất lớn tới thượng tấn, tội có thể tha, nên cũng được phóng thích. Tạ ơn đại nhân. Bộ phái Lạc Thiên. Cô Thảo Dân. Lạc Thiên vì tập nã chân hùng mới bị thượng tấn gài bẫy giá họa, hành vi này đáng khen thưởng nên được phóng thích. Tạ ơn đại nhân. Tội phạm thượng tấn. Dạ. Xét tội phạm thượng tấn, vào ngày 4 tháng 10 giả khánh 5 năm, cầm dao giết hại tiền tổng bộ đầu Hà Quá Thành và giả họa cho bộ phái Trần Thông để hắn gánh tội. Sau đó vì truy giết Ngũ Nghĩa, họa lây tới kẻ vô tội, khiến cho 10 người bị chết, và đã truy giết Cao Kiệt, Hùng Thiên Thí, Chập Chỏa với thằng Chiên. Các người quỷ diệt tội chứng, bỏ mặt thâm tình, giết chết người chị ruột là Thượng Sư. Từ trước cho tới sau vụ án, đã giết hại 16 mạng người. Tội án của thượng tấn thiệt tội ác tày trời, thiên lý khó dùng. Theo lẽ bị phán tội chết, thu hậu xử quyết. Giả xuống. Dạ. Bãi đường. Lạc Môn Thượng Sương thục đức hiền lương, tiếc là hồng nhan bạc mệnh nên bị bỏ mạng. Bẩm tánh nhân hậu, ai nấy đều biết chỉ thế chức mẹ, thương em như con, hành vi xử việc ai nấy kính phục. Ông trời thương hại, cởi hạt về tay, dạng liễu thiên thủy, khó dứt đau buồn, khóc lóc sướt mướt, hoàng hà rơi lệ, thượng hưởng.
Phụng thiên thừa phận, hoàng đế có chỉ, tổng đốc lữ quản Hàn Trấn Nam lạm dụng chức quyền, binh vực kẻ gian, tri pháp phạm pháp càng thêm tội nặng, lưu đài Thanh Hải, giáng chức ba cấp, đi giữ biên cương, lấy công chuộc tội. Dạ. Thập tam bối lạc, có công trắng án, rửa oan cho dân, sáng suốt mình dám, nay được về kinh phục chức, trở về triều đình, làm tham mưu quân cờ, khâm chỉ. Vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Khâm sai đại nhân, mời. Hàng đại nhân, Thanh Hải cằn cỗi, cũng giống như là Đại Tội Sơn mà. Đại nhân thì phải nên bảo trọng đó. Ân sâu nghĩa nặng của bố Lạc gia, ta nhất định ghi sâu trong lòng. Hàng cô nương. Hàng cô nương. Anh Tấn, anh sao rồi hả anh Tấn? Em đã có đem đồ tới cho anh ăn nè. Anh ăn chút đồ đi. Anh không ăn, anh không ăn đâu. Anh đừng như vậy mà, con người của anh đã tiều tụy đi nhiều. Ăn chút đồ đi nha. Anh không ăn đâu. Tấn, anh làm gì vậy chứ? Thưa chị à, thưa chị, em phải ráng giúp anh nha. Phải ráng giúp anh đi, anh không muốn bị chết đâu. Em hãy cứu anh đi nha, phải cứu anh đi mà. Em đừng có khóc như vậy có được không? Tìm cách giúp anh đi. Không được đâu, không được đâu. Tại sao lại không được? Em phải kiếm cha của em cứu anh đi, Thúy Chi à. Hả? Không được đâu anh Tấn. Tại sao lại không được? Cha đã bỏ đi rồi. Hả? Cha đã bỏ đi rồi. Vậy là không có ai cứu được ta. Như vậy không còn ai cứu được ta nữa. Không còn ai cứu được ta. Hả? Anh Tấn làm cái gì? Anh đã chịu hết nổi rồi. Anh Tấn à, anh bỏ xuống đi rồi mới nói. Anh không muốn ngồi ở đây chờ anh chết à, đâu. Anh đừng có như vậy mà. Chịu quá đi. Anh bỏ xuống trước anh đi rồi nói. Anh Tấn chết. À, mở cửa. Mở lên mở cửa. Anh Tấn à, sao rồi? Chuyện gì? Anh Tấn à. Chuyện gì? Chuyện gì? Chuyện gì? Anh đừng có như vậy mà. Anh Tấn. Anh đừng có như vậy mà. Thúy Chi à, anh không muốn chết đâu. Anh không muốn chết đâu mà Thúy Chi à. Anh đừng có như vậy mà anh Tấn à, anh đừng có như vậy. Hôm nay hảo như này một tháng, lì xì cho cháu nè, để cháu nên người nha. Cảm ơn ông ngoại đi, cảm ơn ngoại đi con. Nè, lấy bao lì xì để được tốt lành, lớn lên rồi đừng bắt chước người cha. Yếu hèn như vậy. Cha nói Hùng Thiên Trí tuy là hơi yếu hèn, nhưng mà anh cũng là một nam tử hán đại trưởng phu. Mai này hậu nhiên lớn lên rồi cũng sẽ lấy làm hãnh diện lắm. Miễn đừng có làm người xấu là được rồi. Qua trống à. Cô nên dẫn Hạo Nhiên tới từ đường nhà họ Hồng để thắp đèn đi. Dạ phải cha. Sao đông đủ vậy? Chú Pháp. Chút đỉnh quà mọn, một cái áo thun thôi, đừng có chê cười nha. Chú Pháp, chú không cần phải khách sáo. Dù sao cũng là khách mà, huống chi đầy tháng của Hạo Nhiên. Người tới chơi là được rồi, còn phải phí tiền nữa. Phải nên mà. Uê, tiền này có phải sạch sẽ không đây? Chuyện đó đương nhiên, hôm nay đã khác xưa rồi. Ta bị hắn nhốt bấy lâu cho nên việc gì cũng nghĩ suốt. Bây giờ ta đã cai á phiện, không còn hút nữa. Nếu được vậy thì tốt. À nè, sinh hoạt của người mai này không thành vấn đề chứ? Không thành vấn đề. Ban ngày đi coi quán trà cho người ta, ban đêm thì gõ canh, hai bữa khỏi lo mà. Chú Phát à, mình là người nhà với nhau, nếu chú có chuyện gì thì cứ nói thẳng ra đi. Cô thiệt tốt quá. Tiếc là thằng Tấn phước bạc. Nếu như không, có lẽ bây giờ cô là dâu của ta. Ê, tóm lại thiệt là quan nghiệt. Sao người lại có thằng con vậy? Trời bắt các người không có tình cha con mà. Cũng là lỗi của ta. Ta không tròn trách nhiệm người cha, thiệt là báo hại cho nhiều người. Ừ? Hàng cô nương. Cô là Thúy Chi hả? Chào cha. Vậy mà cô vẫn gọi ta bằng cha. Nhưng mà ta đâu có phước này chứ. À cô nương, cô kiếm chúng tôi có chuyện à? Lần này các người phải giúp ta mới được.
Có chuyện gì cứ từ từ nói ra. Anh tới muốn tự tử ở trong nhà khám. Ngươi tới đây làm gì? Muốn giết ta? Ngươi coi tướng bây giờ của ngươi kìa, y như là con chó nhà tàn. Lúc xưa người phóng vả giết người, ra tay ác độc, giờ mới ngày chết thôi lại hoảng sợ vậy à? Người ném được mùi chết rồi hả? Người giết người thì người giết người. Hôm xưa người giết người phải nhắm ngày hôm nay chứ. Nam như đại trượng phu, có dám làm thì dám chịu, phải gánh hậu quả. Người đi đi, người đi đi, ta không muốn gặp mặt người nữa đâu, đi đi. Bây giờ người hối hận rồi hả? Thấy thẹn, người không phải là người, giống là yếu hèn. Được, người muốn chết hả? Cho người tội nguyện. Chết đi. Cây đào trước mặt người đó, người chết đi. Người chết cái này không anh hùng, càng có những người bị người hại chết đi. Chết đi. Anh Thiên à, nó sợ quá đi. Ta thật là sợ quá. Ngày chết càng ngày càng gần. Không bao lâu nữa ta sẽ bị xử quyết. Ta sợ quá. Ta thật là sợ quá đi. Ta không biết phải làm sao nữa. Không biết phải xử làm sao đây. Thương Tấn, còn nhớ không, ngươi vào nhà môn đã có lại nha thần, thì phải là một nam tử hán đại trưởng phu. Bây giờ những điều mà ngươi có thể làm là sám hối. Sám hối triệt để mới không thể những người bị giết đi. Như vậy ngươi mới có thể bỏ đi một cách yên lòng. Anna, hàng của nương đâu? Cậu cứ lo ẩm hậu nhiên không nỡ buông tay. Bây giờ đang ru nó ngủ trong đó. Sao lại thích em nhỏ quá vậy? Ủa, Thúy Chi à, hậu nhiên đâu? Nó đang ngủ rồi. À, ngồi xuống đi. Mời ngồi. Hàng của nương à, từ nay cô làm sao hả? Ta chưa có tính gì hết. Bây giờ cha đã bỏ đi, ta chỉ muốn một lòng một dạ ở lại đây với lại anh Tấn. Các chuyện khác ta không nghĩ tới nữa. Hey, thế gian này có nhiều đàn ông, cần gì phải lo lắng buồn rầu vì một đứa như vậy. Đừng nói thêm nữa. Ta bỏ mặc các người nghĩ ra sao? Vì anh Tấn ta có thể hy sinh tất cả. Cô đừng có dại dột, đừng có nói tay già làm phát. Cô tuổi trẻ xinh đẹp lại tốt bụng nữa. Vì cái thằng khỉ đó mà ở quá số kiếp thiệt là không có đáng đâu. Bôi mông đờ, đi với cháu xuống nhà bếp lấy đồ ăn nha. Chuyện gì ta lại lỡ lời hả? Dạ không có, lấy đồ ăn sao cho cháu thôi. Hàng cô nương à, cô đừng trách bói mộng đa. Cô người ông ta nói chuyện thẳng lắm. Nói chuyện thẳng thắn mới là người quân tử. Thật ra ta cũng biết mình là dại dột lắm, không có ai tội nghiệp cho ta đâu. Nhưng mà ta thì là muốn làm lại ít việc cho anh Tấn. À phải ông Thiên à, ông có thể giúp cho ta một việc không? Cô cho ta khuyên can cổ đi, ta nghĩ tốt cho cổ thôi. Bác mong đã không hiểu được tâm lý của người đàn bà đâu. Khi bà yêu thích một người nào thì cho dù hắn có làm lỗi gì, bà cũng sẽ thương lỗi cho hắn. Vậy thì phải, ta sống một mình không biết nhiều về chuyện nam nữ. Nhưng mà sao cô lại một lòng một dạ với y cái giả, cho thằng con kêu hắn là bằng cha vậy? Cô không có cần gạt ta. Vì cá giả vốn không thể làm cha của người ta đâu. Hôm đó cô làm như vậy là muốn chọc tức Thượng Tấn mà thôi, nên ta không có giành mặt cô. Bộ cô cứ muốn giữ cái bí mật này tiếp tục hay là sao? Vì cá giả đã vì ta mà chết, để đền đáp cho ảnh, ta chỉ có thể làm như vậy thôi. Bác mong đợi, bác hãy hứa với cháu
đừng có nói chuyện này ra ngoài. Cũng tốt mà, để Hạo Nhiên nó lớn lên nó khỏi biết có một người cha xấu như vậy. Thường Tấn thiệt là làm nhiều chuyện bậy đáng đời, hắn không có một thằng con tốt như vậy. Bố Mông Đa, nè, đưa tôi tới nhà Mông đi. Chuyện gì? Đi làm một việc cho hàng cô nương. Ờ? Thượng Tấn, ra đi. Thượng Tấn, bây giờ Lạc Thiên tới ngự sứ đại thần xin cho người, xin cho người được nối dòng, xin theo chúng tôi. Trong luật lệ của đại thần có điều lệ, nếu như mà tử tội tân hôn chưa đầy một năm mà chưa có con cái, có thể nối dòng nối tông để được phê chuẩn. Người vợ hay là người chồng của hắn vào ngục tù tiếp giống nối dòng, coi như là hoàng ân hậu đản của một dân chánh, thông cảm dân tình. Nhưng mà việc tiếp chủng này chỉ có thể một lần chứ không có lần sau. Thánh ân hậu đản, tạ ơn đi. Tạ ơn thánh ân. Theo luật lệ, người chỉ có thể ở lại một đêm. Vô động đi. Thúy Chi, thế là khó xử cho em quá. Em đi đi. Sau khi Lạc Thiên tới rầy anh đã suy nghĩ rất rõ ràng. Anh tội nghiệp quá nặng, anh đã hãm hại quá nhiều người không muốn liên lụy tới em nữa. Anh không đáng để cho em tốt với anh như vậy đâu, em có hiểu không? Anh không có đáng như vậy đâu. Cảm ơn lính đại ca nha. Tấn. Cha. Cha tới đây làm gì? Tại sao không ở nhà nghỉ đi? Ê, không cần đâu. Nè, Lạc Thiên lo lót hết rồi. Từ nay cha có thể tới đây thăm con thường xuyên. Nè, vợ con đã nấu canh gà cho con nè. Con ăn đi nha. Ê, đang đọc sách gì vậy? Con thấy chán quá, cho nên nhờ Ngọc Thúc thông cảm cho con đọc luật lệ đại thanh thôi. Ê, giờ này còn đọc sách này làm gì? Thật ra thì con nên đọc từ đầu. Nếu như con sớm biết được lưới trời tuy thưa thì có lẽ con đã không có làm gì chuyện thương thiên hại lý. Hè, chuyện qua rồi đừng nhắc nữa. Nè, nếu như hôm xưa cha không phải ghiền cờ bạc, hút áp hiện thì cha đâu có bỏ mặc hai chị em con, cũng không khiến cho hai chị em con phải mở ấm nước lớn, và cũng không khiến cho con bất chấp thủ đoạn phải trèo cao lên. Con mất dạy là lỗi của cha. Thiệt đáng đời cha ngày hôm nay. Cha đừng có nói như vậy. Tại vì con làm lỗi thôi, đâu có thể trách cha được. Cha, con định là chính thức quy tôn thượng gia, để mình có thể làm lại hai cho con có danh có phận. Lúc xưa con đã làm lỗi rồi. Con ham đồ phú quý nên đã gãi vào nhà họ Hàng. Con suy nghĩ kỹ càng rồi, con không thể làm lỗi nữa. Con đã đọc luật lệ đại thanh mà. Con có thể quy tôn đổi lại hội thượng đó cha. Thật ra trong thâm tâm của cha, con vĩnh viễn là con của cha. Cha giúp con mà. Nè, cha tới từ đường thắp đèn cho con. Con viết lại tên của con vô tộc phổ nha. Cha. Nè, tới cắp tới kìa. Tới kìa. Chờ chút đi, nó đang về tới. Sắp tới rồi. Ờ, đi nhanh nha. Mau lên. Mau lên, mau lên. Nè. Hả? Tướng tới kìa. Tấn. Tội phạm Thượng Tấn đã dẫn tới. Theo lệ chỉ có thể ở lại đây một canh giờ thôi. Tranh thủ thời gian đi. Vậy mau chút đi. Mau đi. Mau chút xíu đi. Lính đại ca. Mời. Trở dòng quy tôn, có tổ có tông. Con bất hiếu Thượng Tấn, quy cho liệt tổ liệt tông, thành tâm hối cải. Thượng Tấn, lúc xưa người xuất tộc cải tông làm việc đại nghịch bất đạo. Hôm nay liệt tổ liệt tông thấy ngươi thành tâm hối cải, nên cũng khoan hồng rộng lượng cho ngươi trở về tông từ. Chú Phát, chú có thể thắp lại cái đèn con cái cho thằng Tấn đi. Thắp đèn.
thắp đèn thêm con. Thượng Tấn, từ nay trở đi ngươi là người của nhà họ Thượng. Theo tục lệ có thể thêm tên của ngươi lên tộc phổ. Thêm con thêm tên. Nè Thượng Tấn, ngươi là con cái dòng thứ hai của đời thứ 39 cùng dòng họ Thượng. Bây giờ ngươi mời trà cho cha ngươi đi, đền đáp người cha có công nuôi dưỡng ngươi. Lòng hiếu thảo của con, cha đã hiểu được mà. Lính đại ca, làm việc lính đại ca mà khó chắn nha. Theo quy lệ thì không được đâu. Ngoài quy lệ còn tình người mà. Không được, lỡ như hắn chạy đi rồi sao? Yên chí đi, cô Lạc Thiên này bảo đảm mà. Cảm ơn. Cảm ơn hai vị lính đại ca, cảm ơn. Được rồi, qua đi. Được rồi nè, lấy trà đi. Thưa cha, uống trà. Tấn, ly trà hôm nay cha nhất định sẽ uống cạn. Cho uống cạn đi. Lễ thành. Hả? Xong rồi, đứng dậy, đứng dậy. Xong rồi, đứng dậy, đứng dậy đi. Đứng dậy đi hả? Đứng dậy đi hả? Xong rồi. Được rồi. Anh Thiên, thì là cảm ơn anh. Anh dùng đất trà quán giúp đỡ ta 5 lần 7 lượt. Ta thì không biết phải làm sao cảm ơn nữa. À, cha à, sao lại không thấy Thứ Chi vậy? Thứ Chi ở trong tình dưỡng. Tình dưỡng? Có không sao chứ? Tấn à, yên tâm đi. Hôm nay ngươi thiệt xong hỷ lâm môn. Xong hỷ lâm môn? Cha, chuyện gì là xong hỷ lâm môn vậy? Thứ Chi đã có mang, hôm nay không tiện tới. Con sắp được làm cha rồi. Thiệt hả? Thứ Chi đã có con với con? Thưa cha, như vậy thì nhà hội tượng của mình có người nối dòng rồi. Cha. Ôi, tắp nhang đi. Lính đại ca, ta sắp được làm cha rồi, sắp được làm cha rồi đó. Đi đi. Ông trời thì là không có bạc đãi ta. Thượng Tấn này đã có con. Lính đại ca, ta sắp được làm cha rồi. Hai người không có mừng cho ta hay sao? Mừng cái gì? Cho dù có con cũng thể đưa đám ngươi mà. Huống chi sắp tới ngày lập thu rồi. Thì phải rồi. Đi đi. Ta cho ngươi biết, Nạp Lan đại nhân thì lệnh tới giám trảm ngươi đó. Không hiểu sao ngươi còn vui vẻ như vậy. Vô đi. Cái gì? Ta không thể nhìn thấy con của ta chào đời. Nhưng mà không sao. Cho tới ngày hôm nay mà Thượng Tấn vẫn còn có con để nối dòng. Ông trời đã tốt với ta quá rồi. Không biết là Thứ Chi sanh trai hay gái đi. Trai gái cũng không sao. Phải đặt tên nữa kìa. Phải đặt tên gì đây hả? Tên gì đây hả? Nhưng mình là kẻ tử tội. Không biết là kẻ tử tội sau này có ảnh hưởng tới em nhỏ hay không, tương lai của nó sẽ ra sao. Vậy không thể nào liên lụy tới đứa con. Không thể nào liên lụy tới đứa con. Sao mặt mày xanh lè vậy? Tại sao khi không Thượng Tấn lại đòi gặp cô? Anh ta kiếm ta gấp như vậy nhất định là có chuyện mà. Hay là đợi khi khỏe rồi mới đi nha. À đúng rồi, chị đã mang bầu, đừng có đi lại nhiều không tốt. Không thể chờ nữa đâu. Còn vài ngày nữa là anh Tấn sẽ bị xử quyết. Biết đâu anh muốn gặp mặt ta rồi đi mới được yên lòng. Ta chỉ lo là sức khỏe của yếu như vậy, lỡ như động tới bào thai thì không hay. Nếu như hàng cô nương phải đi hay là ăn gì
Ta chỉ bấm một đà đưa cô đi nha. Để có gì tiếp ứng. Quý Lạc Gia, mời. Cảm ơn, cảm ơn. Làm phiền lên đây ca. Cảm ơn, cảm ơn. Mời, mời, mời. Thứ chi? Anh Tấn. Em tới rồi hả? Anh đã ốm đi nhiều. Sao sắc mặt của em tái quá vậy? Nếu mà không có được khỏe đừng có tới nữa. Người ta muốn gặp mặt anh mà. Lên đây ca, mình ra ngoài uống rượu nha. Theo ta. Mời, 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 mời. Hàng cô đưa ra. Ở lại trò chuyện với thường Tấn nha. Ta ra ngoài chờ cô. Anh Tấn à, em đã đem tới bánh khoai môn mà anh thích ăn nhất chứ. Thiệt hả? Cô tới đây làm gì? Muốn nhìn thấy cái tướng tội nghiệp của ta trước khi chết hả? Anh Tấn à, chuyện gì chứ? Em biết là anh không có được vui, nhưng mà anh đừng có lo, em sẽ chăm sóc cho em nhỏ thì là tốt mà. Cô tưởng sinh con cho ta là vĩ đại lắm sao? Cô làm như vậy không phải là giúp ta, cô làm vậy chỉ hại ta thôi. Anh Tấn à, sao anh lại nói như vậy? Em chỉ muốn chừa lại một chút huyết mạch cho anh thôi. Chừa lại huyết mạch có ích gì? Cô có nghĩ tới là sau khi đứa nhỏ lớn lên, người ta sẽ chỉ mặt nói cha của nó là tử tội, nó làm sao mà ngẩng đầu lên được, làm sao mà làm người? Cô đã suy nghĩ kỹ chưa? Không có đâu. Em sẽ đưa nó tới một nơi xa xôi, không có ai biết tới, không có ai nhắc tới. Chỉ một người đàn bà thôi, làm sao mà đủ sức chăm sóc cho nó? Bà nói đi, làm sao mà chăm sóc cho nó? Ta biết bà làm như vậy là muốn ta cảm kích bà thôi. Bà thật là quá ích kỷ đi, không có nghĩ tới đứa nhỏ. Bà thật là ích kỷ quá. Anh buông tay ra đi, anh buông tay ra đi, đau quá nè. Đau quá. Đứa nhỏ mất đi thì càng hay, ta không lấy đâu. Bà đi đi, đừng sinh nó ra để bị nhục. Anh đâu có thể nói như vậy được. Anh Tấn à, anh hãy cứu con của mình đi. Ta không cứu nó đâu. Tại sao ta phải cứu nó? Ta không lấy đâu, bà đi đi. Đi đi, bà đi. Đau đi quá, bớ người ta. Đi đi. Bớ người ta. Ta cũng không giấu bà, từ đầu chí cuối ta không hề yêu thích bà. Ta chỉ ham mộ vinh hoa phú quý thôi, bà có nghe chưa? Ta không hề thích bà có nghe chưa? Đi đi. Đi. Cứu tôi với. Bớ người ta. Cứu tôi với. Cứu tôi với. Hà cô đương. Hà cô đương. Cứu tôi. Cô bị gì vậy hả? Chuyện gì? Ê trời ơi, bà bị sảy thai rồi. Sảy thai thì càng hay. Ta không có lấy đứa nhỏ đâu. Dẫn bà đi. Thượng Tấn, súc sinh. Này nè, đừng tay. Nè Thượng Tấn, người muốn gì hả? Ta phải gặp đại nhân, ta phải trấn án. Tử tội to gan, người phạm tội ác tày trời. Hoàng thượng ra lệnh bổn hoàng tới chém người, tại sao lại kêu réo ở trong nhà lao? Không lẽ bổn hoàng xử không công bằng sao? Đại nhân không có việc bất công, chỉ là đại nhân hình như đã quên đi một luật lệ của Đại Thanh. Theo luật lệ điều thứ 46 trang 19 nói là nói dòng nói tông, có nói là một tử tội trên có cao đường không có ai phụng dưỡng, mà dưới không có con cái nối dòng nối tông, thì quan ân hậu đảng có thể xá tội chết cho hắn, đuổi hắn hồi hương, đánh 40 đòn để được nối dòng nối tông, cung dưỡng cha mẹ. Đại nhân, không biết ta nói như vậy có đúng hay không? Đại nhân, tiểu nhân vừa mới có một người cha 60 tuổi, không có anh em phụng dưỡng, cũng không có con cái để mà nối dòng nối tông, đã phù hợp với điều lệ nối dòng nối tông này, mong đại nhân hãy minh giám. Ôi da, sao kỳ quá vậy kìa. Thiệt là. Im lặng. Đại nhân, đáng lẽ ta đã có một người vợ và có mang thai, nhưng mà rất tiếc đó là ý trời đã hại người vợ của ta, không may đã bị sảy thai, cho nên ta mới to gan. Xin đại nhân trấn án thôi. Thượng Tấn, cái tên súc sinh lòng dạ làng xoáy, ta phải giết người chết. Im lặng. Lạc Hiên, ngươi còn không yên lặng, bổn hoàng sẽ trị tội người vì phá rối công đường. Đừng có làm ẩu, nếu không sẽ bị thiệt thòi đó. Thượng Tấn, theo luật đệ Đại Thành, quả thì có điều nói dòng nối tông, bổn hoàng phải điều tra gia thế của người có phải hạp điều lệ hay không. Người đâu? Dạ.
giải phạm nhân về nhà lao để chờ xét xử sau. Tuân lệnh. Bãi đường. Quỳ. Con của ta đâu? Con của ta đâu? Trả con lại cho ta, trả con lại cho ta. Chị trả con lại cho ta đi, con của ta đâu? Tại sao lại như vậy? Nó là con của ta giả tấn mà. Trả lại cho ta đi, trả lại cho ta đi. Tại thằng khỉ nó báo hại bà thôi. Này con à, con làm như vậy cũng không có bổ ích gì đâu. Sức khỏe con đang yếu như vậy, con chừng hại đến mình con đó. Con thì là có lỗi với cha, con đã không thể nhớ mạng cho đứa con của mình. Con thì là vô dụng, hãy để cho con chết đi, đừng có cản con. Bình tĩnh lại đi, bình tĩnh lại. Thường chết đi là có thể giải quyết được hay sao? Và đứa nhỏ nó có thể sống lại à? Thường Tấn đã lòng dạ sắt đá như vậy thì chỉ cần phải cam lòng. Hắn đã đích tay giết chết đứa nhỏ của mình, không mắc mớ gì tới chị đâu. Kẻ làm lỗi không phải là chị mà là Thượng Tấn. Nó là con của ta và Thượng Tấn mà. Tại sao lại ác như vậy? Các người nói đi. Các người hãy nói đi. Không định đáng tới tội sao? Trả con ta lại cho ta đi. Tội phạm Thượng Tấn. Có tiểu nhân. Bổn quan đã điều tra thân thế của nhà người. Người quả thiệt hợp điều lệ nối dòng nối tông. Tuy người tội ác tày trời, nhưng mà đã có luật lệ như vậy, không thể nào không tuân theo. Bổn quan sẽ xá tội chết cho người. Hả? À? Tại đại nhân. Sao kỳ vậy hả? Yên lặng. Thượng Tấn, theo quy lệ, người bị đày làm tiện nhân, suốt đời không thể làm quan. Còn cái ba đời của người cũng không được làm quan. Lần này tuy người được thoát nạn, nhưng mà người thiệt đến hối hận hối cải. Bổn quan mong là người phải quý ân điển này, từ nay làm lại một người tốt để cung dưỡng cha già. Tiểu nhân tuân lệnh. Tội chết tha được, tội sống khó tha. Theo quy lệ, người bị 40 đòn nặng mới được phóng thích. Người đâu? Dạ. Đánh đòn. Bẩm đại nhân, đã dụng hình xong. Lùi xuống. Dạ. Đại nhân, đại nhân công chánh nghiêm minh, tiểu nhân rất cảm kích vô cùng. Đại nhân, đã dụng hình xong rồi, ta có thể đi rồi chứ hả? Ai đánh trống kêu quan vậy? Người đàn bà to gan kia, chuyện gì mà phá rối công đường? Đại nhân, qua trống có chuyện muốn bẩm cáo với đại nhân. Thượng Tấn không phải là không có con cái, vì em bé trong tay của ta chính là đứa con của hắn. Chuyện này thiệt sao? Bẩm đại nhân, quả thật là như vậy. Đại nhân, bà nói vậy thôi. Đứa con này không phải là con của ta đâu. Đứa con này là con của Hồng Thiên Thế, là chính miệng bà nói với ta mà. Chỉ là bà tức là được xá tội chết, cho nên bà nói vậy thôi. Xin đại nhân minh giám. Đại nhân biết. Bổn hoàng biết lo liệu. Đại nhân, Thảo Văn Thượng Văn Phát có thể chứng minh đứa nhỏ này là cháu của ta. Ta cũng đã tới từ đường thắp đèn cho nó để thừa nhận nó là cháu. Thượng Tấn không cần nó kế thừa dòng dõi. Xin đại nhân đừng có xá tội chết cho hắn. Ta thiệt già đã lẩm cẩm rồi sao hả? Nó không phải là con của con. Ta làm vậy sẽ hại chết con đó, cha đã bị nó gạt rồi. Cha thấy sao nói vậy thôi. Thứ dân như con ruột của mình cũng có thể giết hại. Con làm bao nhiêu chuyện bị bạ, nếu cha không đại nghĩa diệt thần, trời sẽ đánh cha đó. Cha hãy nghe con nói. Đại nhân, tiểu nhân là Bối Mông Đa, là người ngộ tác xưa của nhà môn, có thể chứng minh Hùng Thiên Tý bị trời thiến, không có thể sinh dục, cho nên đứa nhỏ này quyết không phải là con của Hùng Thiên Tý.
Đại nhân, không phải đâu, đứa nhỏ này quyết không phải là con của ta, mà đại nhân à, đại nhân hãy minh giám đi. Hòa Trống, tại sao ngươi đổ quan cho ta? Tại sao ngươi đổ quan cho ta vậy? Nhận ra! Thường Tấn, đừng làm mẫu nha. Ngừng tay, không được cái chuyện. Nè con hãy nhìn cho kỹ đi. Đây chính là cha ruột của con đó, con hãy nhìn cho kỹ đi. Đại nhân, hắn quả không phải là con của ta. Xin đại nhân xuống, đại nhân minh giám đi. Đại nhân! Hòa Trống, ngươi còn chứng cứ khác không? Đại nhân, nó quả thật chính là con của Thượng Tấn mà. Đại nhân, đại nhân muốn có chứng cứ có thể nhỏ máu. Đại nhân nhỏ máu đi. Đại nhân nhỏ máu đi. Nhỏ máu đi đại nhân. Cảm ơn người tới gặp ta. Người muốn gặp ta có chuyện gì? Anh Thiền, còn nhớ lần đầu tiên ta vô nhà môn, ta phải cúng nha thần. Vậy ta đã nói với nha thần, ta nhất định phải phô trương chánh nghĩa, duy trì pháp kỷ, là một bộ phái tốt. Thật ra ta đã nói láo, ta một lòng muốn làm ông tổng thôi, muốn các người đều phải nghe lời của ta. Ta đã gạt nha thần, ta thì phải gặp quả báo. Ông trời không ăn hiếp người hiền đâu, ông trời cũng không sợ người dữ. Ngày mai ta sẽ bị xử chém rồi. Anh Thiên à, anh có thể giúp đỡ ta điều này hay không? Ngày mai anh đưa ta lên đường nha. Hả? Nè, bé ngoan à, không có gì đâu. Lát nữa ăn củ khoai á thì sẽ lành lại à, không sao đâu. Tránh ra hết. Dọn đường nghe chưa, dọn đường đi. Tránh ra. Dọn dẹp lẹ đi. Tránh ra đi. Mau lên. Tuần phủ đại nhân Lữ Quảng Thăng đường giám đáp. Giải tội phạm Thượng Tấn.
Mở cổng ra. Tuyên đọc tội trạng. Gia khánh năm năm mùng 4 tháng 10, người huyện Trường Lạc, tỉnh Quảng Đông. Thượng Tấn, vì ân quán tư với người, giết người để che tội, gây hại kẻ vô tội, tội ác tày trời, pháp lý không dung. Bộ phái huyện Trường Lạc, Lạc Thiên tập nã hắn quy án, sơ thẩm định án, giải tới Dịch Châu, tái thẩm chuyển đạt nhị sứ, tuần phủ đích thân thẩm án, tổng kết giết người tội chết, xử chém thị chúng. Tam ty hội thẩm, hoàng thượng phê hạch, theo lệ xử chém. Khám nghiệm chánh thân. Khám rõ xác thực. Chuẩn bị hành hình. Chém. Anh Thiền, hãy đưa ta lên đường đi. Bộ liều cho sáng quân thiên, ưu luyện yang lang yu pok chân sắp ngô minh. Hoài niệm nay, tòi na yu tiên, chẳng hoa qua chân chi ngoài, bất hủy biên chiến. Vậy hò si qua kính chiến, mong điều liệu chê qua yu tiên điểm hay liệu chinh yên. Yên lòng ngô, lệnh ngô quyền luyện. Sợi điều này bất suy trôi kiên siêu sắc mạo thiên. Ô, ngồi mong ư, khó phao tình dục phong sinh chuyển dần ngô đức chi sâm. Ô, sò mân ư, chế yê sợi ân ư thùng đăng thiên ngô bún thiệp gần. Vì khó nhìn xin ngô nhất nhân, vì khó nhìn hoài niệm lý sinh nhân. Dưới ích lưu trần sĩ dọc nhật lò mạng cầu hỷ phân, bình mùi phân.